Xin chào các bạn và quý anh chị, chào mừng các bạn và quý anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Dầu Tràm Con Yêu. Như các bạn cũng đã biết thì thời tiết bây giờ đã vào mùa mưa và có đến hơn 70% các bạn liên hệ đến Dầu Tràm Con Yêu và cùng chung một thắc mắc, đó là Dầu Tràm Con Yêu có giải quyết được tình trạng bé bị sổ mũi ngạt mũi hay không? Câu trả lời là có nha các bạn, bởi vì Dầu Tràm Con Yêu được sản xuất 100% từ lá của cây tràm mọc tự nhiên, đã được kiểm định và công bố chất lượng, nên các bạn có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Nhưng vấn đề ở đây là cách sử dụng như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. Thì trong clip hôm nay mình xin hướng dẫn đến các bạn cách sử dụng. Đầu tiên mình cũng xin nói luôn là dầu tràm có công dụng phòng bệnh là chủ yếu. Vì vậy các bạn nên xoa dầu cho bé hàng ngày, dù mùa nắng hay mùa mưa. Đối với mùa nắng thì các bạn sử dụng dầu tràm để xoa vào những vùng lưng, ngực hoặc lòng bàn chân cho bé trước khi đi ngủ. Còn đối với mùa mưa, các bạn có thể sử dụng dầu tràm từ 2 tới 3 lần trong một ngày lúc sáng sớm bé mới ngủ dậy, sau khi tắm cho bé và trước khi cho bé đi ngủ. Trong trường hợp bé đã bị sổ mũi, ngạt mũi thì chúng ta dùng dầu tràm để xoa vào một số vị trí như sau. Các bạn dùng dầu tràm để thoa lên vùng áo trước ngực cho bé để bé ngửi thấy mùi dầu tràm, hoặc có thể thoa hai bên gối khi bé nằm. Và một cách sử dụng nữa là các bạn lấy dầu tràm cho vào đèn song tinh dầu. Nếu như các bạn không có đèn song tinh dầu thì có thể lấy một miếng bông gòn rồi cho vào đó từ 4 tới 5 giọt dầu tràm, rồi để ở đầu giường cho bé. Làm như vậy bé sẽ dễ ngửi thấy được mùi dầu tràm. Lúc này bé sẽ cảm thấy thoải mái và không còn nghẹt mũi nữa. Và công dụng này đã được khách hàng bên mình kiểm chứng và nó có hiệu quả thật sự. Nhưng nó chỉ có hiệu quả thật sự khi mà các bạn dùng những sản phẩm dầu tràm nguyên chất. Mình cũng xin nhắc lại là dầu tràm chủ yếu là phòng bệnh. Vì vậy các bạn nên sử dụng cho bé hàng ngày để bé có một sức đề kháng tốt hơn. Nếu các bạn muốn biết rõ hơn về công dụng của dầu tràm và cách sử dụng ra sao thì xin mời các bạn liên hệ đến hotline 0903 015 315 hoặc nhắn tin trực tiếp đến fanpage Dầu Tràm Con Yêu để được đội ngũ của Dầu Tràm Con Yêu hỗ trợ trực tiếp nhé các bạn. Xem xong clip, nếu như các bạn cảm thấy hữu ích thì đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Đặt online giao hàng đúng giờ, miễn phí ship trong nội thành, đổi trả sản phẩm trong vòng 24 giờ, đặt mua online ngay tại dầu tràm con yêu.com. Chọn dầu tràm con yêu, mẹ vui bé khỏe.